chơi luôn cho nó máu nhỉ. Chú tới là mình phải tới luôn đấy chứ. Cháu chào chú tới ạ. Chào cháu. Chào chú. Tao không đùa đâu mà tao bảo mẹ quân này nay mẹ làm nhỡ việc của tao ra. Nhỡ hả chú à? Đến giờ này cho mát chú ạ. Kế hoạch chiều nay chú có nhận loa sớm này là có việc gì đây? Nãy không. Này, lúc ấy đấy là điện, trao điện nên là chú đang họp ngoài kia, đang hội ý cái điện thoại nghe nhiều người nói chuyện lắm. Cái cựu chiến binh đang hội ý tí chuẩn bị họp mấy. Nhà đúng màu gỗ, thì bạn này là đẹp đấy chú ạ. Chào cô ạ, cô ơi bọn con mang loa đến. Cái chiều ngang của nó bao nhiêu chiều nhỉ? Chiều ngang của nó là 46 chú ạ. Ta vứt cái loa kia đi, tao để vào đấy được. Chú vứt cái loa kia đi. Cao quá thì có khi phải để dưới nhỉ. Nó cao bao nhiêu? Cháu nghĩ chú nên để dưới. Để dưới hợp lý hơn. Rồi ok. Vâng, một là nó đẹp hơn, thứ hai là cái loa kia của nó đồng hành với chú. Vất luôn, cái kia bỏ luôn. Ôi trời, chú phũ phàng đấy. Chú vứt luôn. Thôi cháu nghĩ là mình cứ để lại làm kỷ niệm chú ạ. Người ta bảo là được mùa chớ phụ ngô khoai. Chú loa mới về chú vứt luôn loa cũ đi này, chết dở. Nhưng mà nhìn cái loa đấy cũng đẹp mà, để đấy, để co cũng được. Anh ơi, đi vào đây. Đấy, chú vào luôn nhá. Chú gọi 500 ca sĩ đến để test loa. Test loa ấy ạ. Đây là chú, anh ạ. Đây cho anh. Hello. Ở dưới Hải Hậu sao ấy? À, lúc sáng em vừa lên cái video hôm qua giao về, hôm qua ở đâu Nam Định nhỉ? Trực Ninh Nam Định. Vừa hôm qua. Để dưới. Đúng rồi, cái này để dưới mới hợp lý. Lên đây. Lên ngay nhá. Vâng. Thằng này sao mày bạo lực thế, mày không biết thương hoa tiếc ngọc à? Vừa nãy em Khánh đã phê bình mày đóng cửa xe rất là mạnh rồi đấy, bây giờ lại đến bạo lực cho cái thùng loa nha. Vào luôn tí, nó hát xong bắt đầu là triệu hồi tất cả các giọng ca vàng đến để test loa đấy. Hợp nhỉ, các chú thấy toàn thích màu gỗ, xong rồi kiểu nhà có đồ gỗ, xong tậu hai con này về. Thực ra thì nhiều khi là anh em mình cứ bảo là nhà chú hợp với đồ gỗ, à hợp với cái loa này, nhưng mà anh thấy là cái loa này của nhà mình thì gần như gia đình nào cũng hợp. Chưa thấy nhà nào không hợp loa cả. Trời. Nay em về Hà Nội với cô nhé. Nhiều người thì bảo mấy anh em loa có xanh này ba phải quá, vào đâu cũng khen là loa học nhà, đúng là học thật đấy chứ. Cứ chở nó vào luôn đi nha. Cái chào cô. Được anh ạ, có đấu thêm chùm điện, xúc điện được. Nhưng mà thực ra ấy, tí nữa em nghĩ là khi mà anh hát và anh nghe thử thì cứ nghe thử đi, có đây mình bổ sung sau không vấn đề gì cả. Bà này bà ấy có bố mua cái bộ 38 triệu, bố nó gươm nó chật nhà, không cần thiết, cái chầm, cả cục chầm ấy. Đấy, nó to, cái bố thôi. Cái âm thanh này á thì mình không thể cảm nhận bằng tính chất vật lý, đo đếm bằng cân nặng chiều cao hay cái gì được chú ạ. Mình phải nghe bằng cái đôi tai của mình rồi. Và cảm nhận từ trái tim. Chứ không thể nào mình đo lường kiểu gọi là thiết bị nhiều hay ít được. Nhưng mà chú tới đã nằm vùng ở kênh Loa Có Xanh Không Chó lâu chưa? Hả? Chú rồi, xem lâu chưa? Xem đây, hai bố con xem mẹ nên ấy. Xem lâu mới bảo ông. Đây. Fan cứng ạ. Vâng, đúng rồi, ngày xưa em bán loa kéo bình. Đi sao loa kéo bình, thì bây giờ thì mấy năm gần đây thì bắt đầu là phát triển những cái dòng. Thực ra cái tên loa kéo xanh thì nó là tên từ ngày xưa. Chứ còn nếu mà chúng em bán bây giờ thì gần như không bán loa kéo vậy nhất, toàn bán những cái dòng này thôi. Loa giàn xanh. À cái gỗ này là gỗ tự nhiên thì nó vậy anh ạ. Tại vì nó là gỗ tự nhiên thì nó sẽ không cái nào giống cái nào được. Cầu gì thì kiểu nó sẽ có điểm một vài những cái vết kiểu như thế. Nhưng mà nhiều người thích cơ, tại vì là nó là tự nhiên. Lan còn nấu cơm để tiếp mấy ông hát karaoke thầm lặng. À thế là lát nữa là có các cô các chú sang đây nữa. Nhưng mà không? Anh phải nấu nhiều cơm vào không? Nếu mà hát karaoke này mất sức là tốn cơm lắm đấy. Lan mời mấy cán bộ xã lên. À. Xịn thật. À đây cháu mời chú. À chú lại làm một cái công việc nó hơi hồi hộp một tí. Đây chú bóc hộ cháu cái này ra. Hả? Cái này là cái siêu màn hình chú bóc ra hộ cháu. Vâng. Đấy, chú cứ giật nó ra một cái. Đây á. Bạo lực cũng được. Đập hộp ấy. Mà nhẹ nhàng cũng được. Đấy, chú thì vẫn không có cách nhẹ nhàng. Cái phải túi em giật phật vắt nó ra luôn. Có cái này được, có cái pin để nạp không? À có nhá, cái này là cái pin sạc. Nó lại cứ hết đầy giống như nồi cơm của Thạch Xanh. Cái bộ sạc kia. Đúng rồi. Đấy, anh mắt tinh đấy. Độ phân giải của anh chắc phải đến 10 megapixel. À bên cạnh kia nó bán loa bãi đầy. Nhưng mà kể ra mà anh mua cái này về là cái bọn đại lý nó bán pin nên nó ghét em lắm đấy. Đúng rồi. Cái pin mà em không mua pin của nó nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó không bán được pin mà đúng không? Vâng. Kia ở đối diện đây cũng bán loa kìa. Mua toàn loa bãi. Đây ông vừa lấy cái ghế massage này kìa. Vừa lấy hộp vẫn để đây này, ô tô vẫn để. Thế
Thế là thế là chú là có combo để mình xả chết rồi đấy. Lúc nào mà mình cảm thấy mà khó chịu, buồn bực hay có cái gì thì không vui, mình lại hát vài bài, mỏi lưng, mỏi tay, mỏi mỏi xương thì mình lại nằm ra massage. Mà nếu mà cả hai thì mình lại vừa nằm massage mình vừa hát. Thế là kiểu hôm nay ngày lành tháng tốt hay gì mà nhận cả hai cái cùng một lúc vậy? Gom nó tiện là đi qua là bắt đầu là thấy nó lắp như kia. Đi qua đây thì qua lắp ngày khác thì mình ở đây bà luôn. Về là lấy luôn thôi. Vâng. Đây luôn, nhà bên cạnh thì cũng mua này. Thế bao giờ cả làng mua loa kéo hả anh? Bao giờ cả làng mua loa? Cái đẹp và hát hay này. Nếu mà cả làng mua loa này khả năng là phải huy động mấy con xe tải trở về đấy. Cái này chắc nay lắp ở Yên này đầu tiên đấy nhỉ? Ý thì em giao nhiều lắm nhưng mà cái bộ này thì đầu tiên thật. Trước hình như là lao chỉ nguyên, đúng rồi, bộ 36 triệu gì hay là hơn mà cái bộ này đầu tiên. Cái bộ này không, chắc là cái bộ ngày xưa là những cái bộ loa đen của chúng cháu ấy thì giao nhiều rồi. Thế còn những cái dòng mới này là hình như chưa về Yên phát nào đâu. Hả? Cháu nhớ là lần đầu tiên đấy thì con. Wi-Fi mật khẩu gì? Ồ được vậy, vừa khoái thằng kia chứ. Chúng cháu định tầm khoảng 6 giờ mới vào chú ạ, nhưng mà hôm nay trời nó mát sớm mà chúng cháu vào sớm. Ta bảo gần đi sớm hôm nay nó mát rồi mà đi muộn quá rồi mà. Chú tới nhìn cái loa thực tế, chú thấy nó có giống nhiều trên mạng không hay là thấy khác nhiều? Giống. Cũng giống ạ? Ừ. Vâng. Chẳng lẽ thì nó đấy à, cùng cái ấy các cháu làm thì nó hầu như nó giống giống nhau cả. Giỏi nhà ai thì qua nhà đấy phải không chú? Xong rồi. Lát chú hát xong chú phải chấm thêm được mấy điểm chú nhá. Chú bảo là thang điểm này không đủ để chấm. Cháu mời cô chú đứng ở trước loa này. Mình đứng ở trước loa, đứng giữa hai loa nghe nó sẽ tiếng nó sẽ đúng chất của nó. Cô chấm điểm lát thích thì đấy, mai con giao về đây luôn. Mình đứng ở giữa loa là nghe nó sẽ đúng cái chất âm của nó. Đứng lệch thì nó chưa ra đúng cái âm của nó đâu. Đây là cháu đang test nhạc ở không gian mở. Tức là bên ngoài đánh ra ngoài là cánh đồng là gọi là không có cái điểm đến. Không âm thanh nó ra ngoài trời là nó cứ theo cánh cò bay thôi. Nó không có dội âm. Tại vì lúc nãy cháu thấy cô chú bảo là có thể sau này là định mua thêm súp. Nhưng mà như chúng cháu cảm nhận và rất nhiều khách hàng đã mua loa, chúng cháu cảm nhận là đôi loa này đánh không cần súp, nhất là trong nhà. Tại vì đây mình đang đứng ở ngoài trời mà tiếng bát chú cảm thấy nó cháu thấy cảm thấy như thế nó là ok rồi đấy, cái tiếng bát của nó. Còn nếu mà cho trong nhà thì cái tiếng bát nó còn mạnh hơn nữa cơ. Đấy, là mình nhiều khi mình thừa nó cũng không hẳn là tốt đâu, cứ đủ là nó là đẹp. Đấy ạ, cán bộ xã đến test loa rồi đấy. Vào đây em ơi, cho xe vào trong này chú ơi. Chú ạ. Này, cho xe vào trong này. Sân còn rộng lắm chú ạ. Sân khấu đang đợi các chú đây. Lát con biết hát không? Con biết hát bài gì? Chú ơi, cháu mời chú làm một vài bài karaoke để trải nghiệm sản phẩm mới của chúng cháu mới giao cho nhà mình. Chú vào chú mở màn cho anh cái xem nào. Vâng. À, mình bật cho chú bài ca Đức Nam đi. Rồi, ôi, ok chú, hay quá. Lâu lắm rồi cháu không nghe bài đấy. Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi. Nhưng mà em Khánh ăn tạp phết đấy, chơi đủ thể loại luôn. Nói em như con bò ấy. Mà còn đi em là cá dọn bể không? Không, nói thế nó hơi thô. Rồi. Đây, đây, lên rồi ạ, cháu đợi chú rồi chứ còn nhạc lúc nào cũng sẵn sàng chú ạ. Tất cả sẵn sàng chỉ đợi chú thôi. Mở bát bộ loa luôn ạ. Dạ vâng, cháu không dùng cái món này. Chú cứ tự nhiên đi, chú cứ hút hết đi xong rồi chú hát cho nó. Tại vì cái này là cháu biết là nó là cái tăng cường cái giọng hát cho chú. Gọi là gia vị á. Chờ trắng lên khắp tiếng gọi nhau, đời thấy ta tình đường thắm hồn ai. Biển xôn xa gió lòng không hư bề, thuyền anh vô quân nam qua nhạc tôi lừng lờ. Đó trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc cho đời bài tình ca đất phương Nam. Con nghe bài này nhiều lắm rồi, rồi. Nhưng mà lần đầu tiên con nghe bài mà chú hát hay nhỉ. Con thấy chú hát hay quá. Tặng hoa ngay. Con thấy phải là trời ơi, con xin vía chú hát hay vậy nhá. Đây, con chúc sức khỏe. Thay bộ kia rồi. Ừ.
hay đấy. Chú uống đi, trông hai chú chó song ca vào bài. Dạ con vâng. Ăn nhạc đỏ ạ. Vâng. Đấy bây giờ chú hát bài gì? Thì tao biết bài xanh như là. Dạ vâng, được ạ. Con mở luôn nhé. Em vì hiền anh xa khơi khi chân mây ưng hồng. Vì hiền anh xa khơi có ngày chi mưa nắng đến đoàn tiền hai âu vui sóng xô anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa đời tự do ôi chán chướng bao tình vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ơ hò xuống đồng quê ta được hát để sáng mai cũng được ạ. Bài này con chưa thuộc lắm đâu nhá. Rồi. Có gì chú hát đỡ cho con luôn nhá. Ok. Chỉ tình sâu bên kia nặng, biển ta lại nhớ rừng. Đến chi giữa đồng bằng mà gió màn bay. Mầm vàng sóng vỗ ai đi xa mồ đó biết có nhớ lấy đường về đường đông lòng đường kẻ sao rồi đường hồng lam đèo ngang đường bao nhiêu con đường xa mà trận dần biến cuốn trôi hàng vạn bóng rơi đường đi ngang vượt qua dù chim đâu bay tới đầu cánh sâu chín mong sườn đôi chim lấy đường quả chín hồng tươi ta cũng tìm lấy chi vài dặm quả quả đâu hạt sương bay nỗi nhớ yêu quê hương chú tới, chú tới. Chú mời chú tới. Không biết hát, không biết hát thì từ từ. Cứ cầm mic lên là biết hát. Thế là chú ăn cầm mic lên là biết hát hả chú? Đâu lắc được không luyện, không biết hát được. Hát đi, cháu hát bài đi. Cháu công nhận là chú có tuổi mà giọng của chú rất là hay và giọng của chú khỏe đấy. Vẫn còn nội lực lắm. Chú là cây văn nghệ đấy. Cựu chiến binh của chú là chú trong cái đội văn nghệ. Thế không bảo là chú cán bộ kiểu gì cũng ở trong đội văn nghệ. Không, đây này tóc bạc mà các bố bắt đi hát này lại bị vượng thì là nó lại trắng mẻ rồi. Này, hát cho vào đây hát bài cho nào. Lâu không hát bây giờ mua chú hát ạ.
hồng anh mùa xuân về sâu bên thiên đăng xóm vui trong mùa nắng như gọi đồng chí quá, biết đâu từ nay ngày cả tuần ngày nào Dũng hát. Thank you.
đừng khóc cho tương lai mai chuyện được về đâu, với một tiếng khi yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đúng rồi ạ. Đấy, anh bác tính chuẩn đấy. Khách đến chơi nhà rằng phải đi, khách đến chơi nhà gót lời hát xuống chân nhà mời nhau, gót lời hát xuống chân nhà mời nhau, để ấy rơi một miếng cầu bóng đằng vân bia qua cầu vô. Câu người ơi người à, đừng về cho con anh mất ngập ngừng chứ để người từng nhớ người từng thế này, giá biến cả từng cây giá chém cha đừng chát, đã người từng đừng hát thì dối hơi ấy lại phải lòng về bây giờ đã ngõ chúng ta ngõ mà Oh,
mẹ hát muôn lần. À du du. Cháu chuyển loa trong nhà cho mình nhá. Không, bọn em thoải mái, quan trọng là cứ gia chủ hài lòng ứng ý sản phẩm là ok rồi. Vâng, vâng, táo đi, táo lắp rồi đi. Vâng. Đôi loa này vào đây lại một quả nữa sinh ra dành cho nhau rồi. Rất là hợp nhà, hợp với nội thất. Ở đây nó có nhiều tính năng, nhưng mà anh chỉ chỉnh cho em 3 cái chính thôi. Đây, cái này là nhạc này, cái này là mic này, cái này là vang nhại này. Tương ở đây. Đây, nhạc này. Anh cứ cộng là tăng mà trừ là giảm. Mic thì cũng vậy, vang nhại. Đấy, cứ tăng giảm điều khiển đây. Mình bấm bắt đầu cái này nó nhảy lên đấy. Ấn giữ thì nó nhảy nhanh, ấn một từng một cái một thì nó sẽ nhảy ít một. Vâng. Còn đây là em đang kết nối với TV rồi. Còn trường hợp mà anh nếu mà muốn mà chỉ nghe nhạc mà không muốn dùng TV tốn điện ấy, mình kết nối điện thoại thì mình tắt cái TV đi. Sau đó lên điện thoại tìm. Đúng rồi, tìm tên là Isophone. Ngược lại lúc nào mình cần chuyển sang TV thì mình phải tắt cái Bluetooth điện thoại đi. Thì lúc đó thằng TV nó mới kết nối với cái này. Lúc đấy thì gia chủ anh có lời mời anh em Loa Cá Xanh ở lại dùng bữa rồi. Nhưng mà chúng em thì đường thì xa thì cũng không hẳn là xa, có 2 tiếng về nữa thôi. Ôi chú cháu mà uống rượu nên sáng mai chú cháu mới về đấy. Lái xe là thôi, rồi sáng mai về thoải mái phòng. Bây giờ chúng cháu là con trai không quan trọng, đây là quan trọng là có bóng hồng của duy nhất của Loa Cá Xanh đây này. Đấy em quyết định đấy. Dạ. Dạ vâng ạ, thôi như vậy thì chúng cháu cũng không khách sáo nữa. Em có duyên với Nam Định quá. Mấy nữa bác mua thêm bộ nữa, con lại mang về tới đây cho bác nhé. Các chú các bác ơi, hôm nay là chúng cháu giao loa về cho gia đình nhà mình ạ. Thì cháu rất là cảm ơn các chú các bác đã tin tưởng sản phẩm cũng như là chúng cháu. Và dành tặng cho chúng cháu những cái tình cảm rất là quý giá. Dạ. Không, còn cảm cô một lần thôi. Cảm cô một lần, 1, 2, 3, cô một lần thế nhá. Vâng ạ. Đúng rồi ạ. 1, 2, 3. Go!